Rồi, hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và mình là Guppy Quy Nguyễn Bến Tre nó đây. Đây, thì đây là hôm nay mình lại có một cái đơn. Thì có một anh khách ở Hồng Ngự, Đồng Tháp. Thì anh có đặt của mình là 11 cặp full gold gen full vậy. Đây, đây thì đúng ra là 10 cặp thôi. Nhưng mà 10 cặp thì bên mình sẽ tặng kèm cho anh thêm một cặp nữa là 11 cặp ha. Để trừ thêm một cặp nữa để trường heo. Thì trường hợp mà khi mà đến nơi rồi á, cá còn đầy đủ hết thì coi như là bên mình tặng cho anh một cặp đó luôn. Còn nếu mà lỡ trường hợp mà thấp thoát á, là mình sẽ trừ một cặp đó vô. Còn nếu mà thấp thoát hơn một cặp, ví dụ hai cặp thì mình sẽ tiến hành mình đền tiền cho anh ha. Đó thì nguyên tắc của bên mình là vậy. Thì cá tặng là bên mình sẽ không bảo hành. Rồi ok, thì đây là mình sẽ có những cái con trống di bông. Hình như ở đây là 4-5 con trống di bông á. Những con trống mình tay bơi dài dài nữa các bạn. Thì trống di bông á, thì mình bán cá ghen thì mình thường kèm với lại là trống di bông để gửi đến cho khách. Và khi mà cá ghen á là 50 trống di bông và 50 trống ghen, nghĩa là 50% trống ghen và 50% trống di bông. Thì trường hợp nếu mà mình hết trống di bông mình sẽ gửi trống ghen, và nếu như mình còn trống di bông nhiều thì mình sẽ gửi cho anh em trống di bông nhiều để cho anh em về nuôi thả thủy sinh cho nó đẹp ha. Còn trường hợp mà cá mái di bông á, là mình sẽ hỗ trợ mình gửi cá trống ghen cho anh em để về hỗ trợ ép đẻ sẽ tốt hơn. À, rồi ok, thì mình sẽ quay cận cảnh nhất cho các bạn xem 11 cặp full gold gen full vảy như thế này. À, và một chút xíu mình sẽ đóng vô trong túi ni lông rồi mình lại quay tiếp tục nữa cho các bạn xem, để cho các bạn xem, các bạn hiểu rõ về cái bản chất màu sắc của nó ha. Thì hiện tại mình đang quay bằng trên nền đen bằng một cái keo somica trên nền đen, đáy đen và xung quanh là trong hết. Thì đang quay với cái nắng mặt trời thì màu vàng của nó sẽ khá ok hơn. Còn khi mà mình cho vô túi ni lông rồi thì cái màu của nó bình thường, nó rất là xấu nha các bạn. Thì tùy trường hợp, ví dụ các bạn nuôi trong nền trắng thì cái màu nó khác, nền đen màu khác. Thì tất cả những cái dòng full gold này mình đều giải thích rất là nhiều trong những clip trước. Các bạn có thể xem lại những cái clip của mình thì các bạn sẽ hiểu rõ bản chất cái màu sắc của nó hơn ha. Rồi thì do là clip này mình nói cũng hơi nhanh, với lại mình sẽ quay ngắn gọn một xíu do điện thoại của mình đang sắp hết pin rồi các bạn ơi. Rồi ok, rồi bây giờ mình sẽ đi vô mình đóng, xong rồi mình sẽ quay tiếp cho các bạn xem cá vô trong túi ni lông rồi sẽ như thế nào nha. Rồi ok, thì tạm dừng clip ở đây nha, để một xíu mình sẽ quay tiếp cho các bạn xem. Thì hiện tại dòng này mình đang bán với giá là 40.000 một cặp các bạn, full gold gen full vảy như thế này, sighter 40.000 một cặp. Rồi ok. Rồi hello, mệt quá các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ quay lại với các bạn đây. Đó, thì mình mới đóng xong một cái đơn này, thì một anh khách ở Phan Trí Bình Thuận. Rồi thì đây là một cái đơn của một anh khách ở Hồng Ngự ha. Rồi bây giờ mình sẽ đem nó hết ra ngoài để mình sẽ quay cho các bạn xem nha. Rồi sau khi đóng vô trong túi ni lông rồi thì những con full gold này nó sẽ xấu như thế nào luôn. Thì mình chắc là mình tại mình do mình tiếp cận hàng ngày với những cái tụi này cho nên là mình thấy nó bình thường quá sau khi mà đóng vô trong túi á. Còn nếu mà khi mà mình xô trên nền đen mà có nắng hoặc là đèn led á, trong cái khay đen đó các bạn, rồi đem ra ngoài nắng quay ha, là nó thật sự là mình nói mình thấy nó rất là đẹp đó. Thì rồi mình sẽ clip nào mình làm về full gold này mình sẽ cố gắng mình quay kỹ nhất có thể để cho các bạn xem, để cho các bạn đánh giá thực tế hơn ha. Rồi ok, mình giờ sẽ kiểm máy trước với các bạn đi. Rồi nó chạy lon xe ngầu luôn đó, mình sẽ quay cận cảnh nhất có thể để cho các bạn xem. Full gold gen full vảy, bịch này là 1, 3, 6, bịch này là 6 máy các bạn đó, các bạn thấy ha, 3, 6. Rồi ok, tổng cộng 6 con máy. Bịch này là 1, 2, 3, 4, 5, 5 máy full gold gen full vảy. Đó, rồi ok, toàn bộ là sighter hết các bạn. Sighter các bạn mua về các bạn rất là dễ thuần nước ha. Đó, với lại là hiện tại bên mình sighter mà nó đã lên full vảy hết rồi thì chứng tỏ là cái bộ gen nó cũng khá là trội đó. Thì cá thì có làm sao mình quay vậy, ví dụ là mình báo các bạn giá full vảy thì mình sẽ giao cho bạn hàng full vảy, nếu mà không full vảy mình sẽ giao không full vảy, mà full vảy lên tay thì mình sẽ giao full vảy lên tay. Thì tùy theo cái mức độ của các bạn, cái túi tiền của các bạn thì phù hợp với mức độ nào thì mình có thể đầu tư mình mua cái loại cá để giờ mình chơi ha. Thì các bạn cứ yên tâm, thì mình báo giá các bạn loại nào thì mình sẽ giao loại đó, chứ không có cái chuyện mà báo giá loại này một đằng mà giao một nẻo đâu các bạn. Mình buôn bán thì lâu dài, thì các bạn có theo dõi kênh YouTube của mình lâu rồi thì các bạn cũng thấy rồi đó. Rồi ok, bịch này là 1, 2, 3, 4, 5, 5 trống, và trong đây có là 4 trống ri bông và 1 trống gen. Rồi tiếp theo, bịch bên đây là 3, 6, 7, và bên đây là 7 con, thì trong đó có 1, 2, 3, 4, 4 trống gen và còn lại là 3 trống ri bông. Là những con trống ri bông tay bơi dài này các bạn về các bạn thả chung với mấy con máy gen các bạn nuôi thủy sinh, nhìn từ trên xuống nữa thì nói chung là không còn gì để bàn cãi nữa các bạn. Đó, rất là đẹp luôn, nó các bạn thấy không?
fiber dài thước tha luôn, lả lướt luôn đó. Cho nên là những cái đơn hàng đầu tiên á, là khi mà bày tơ lên á, thì các bạn nào mà chốt sớm á, thì mình sẽ có trống ribbon để giao cho các bạn về các bạn nuôi sẽ sinh cho đẹp à. Còn nếu mà đối với lại là máy ribbon thì bắt buộc mình sẽ gửi cho các bạn trống gen để hỗ trợ ép đẻ nó sẽ tốt hơn đó. Còn đối với máy gen á, thì mình sẽ gửi kèm trống gen và trống ribbon, 50% trống gen và 50% trống ribbon cho các bạn nha. Đó, rồi ok. Rồi, bây giờ là mình sẽ đóng vào trong cái thùng xốp này và mình sẽ tiến hành giao mình gửi thôi. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem clip này và đặc biệt là cảm ơn khách này đã ủng hộ đơn này của mình rất là nhiều luôn. Và hy vọng là sau khi mà gửi hàng đến nơi thì cá sẽ khỏe mạnh đầy đủ hết nha các bạn. Đó, rồi ok, bye bye.